một người đàn ông tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh rơi từ tầng cao xuống đất tử vong. Nghịch tử nhẫn tâm dùng rựa chém cha ruột của mình tử vong. Công an Cà Mau vào cuộc xác minh điều tra clip nghi vấn bạo hành trẻ em. Cùng chương trình tìm hiểu về hiệu quả từ điều trị Covid-19 Đông Tây Y kết hợp. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nóng 24 giờ hôm nay trên sóng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Ngoài ra còn có rất nhiều thông tin đáng quan tâm khác. Trước hết, mời quý vị cùng đến với phần tin nóng hôm nay. Thưa quý vị, chỉ trong vòng nửa năm thì 7 con hổ đã ăn hết 700 triệu đồng tiền thức ăn. Nuôi hổ đúng là không đơn giản, vừa phải đảm bảo thức ăn, chỗ ở lẫn y tế. Và đó chính xác là những khó khăn mà Vườn Quốc gia Pù Mát tỉnh Nghệ An đã phải đối mặt sau khi tiếp nhận 7 con hổ do Công an tỉnh Nghệ An giải cứu và bàn giao hồi đầu tháng 8 năm 2021. Được biết sắp tới đã có nơi tiếp nhận chăm sóc 7 chú hổ này. Và sau đây, những hình ảnh mới nhất về 7 chú hổ được giải cứu ngày nào cùng ngôi nhà mới của mình cũng là thông tin mở đầu chuyên mục tin nóng ngày hôm nay thưa quý vị. Theo đó, ngày 20 tháng 3 tới đây, 7 con hổ sẽ được di dời đến Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình. Do bị nhốt nhiều ngày nên lúc mới được giải cứu về, những chú hổ này đều có vấn đề về sức khỏe, bị bệnh đường ruột, có biểu hiện tiêu chảy. Đến nay, sau 7 tháng chăm sóc, hiện những con hổ này đều đã đạt cân nặng từ 40 đến 55kg mỗi con. Trung bình mỗi tháng, đàn hổ này tiêu tốn chừng 100 triệu đồng tiền thức ăn. Do khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất để chăn nuôi hổ nên Vườn Quốc gia Pù Mát đã đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chuyển các con hổ tới các trung tâm cứu hộ ngoài tỉnh để phù hợp với việc chăm sóc. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, khi mà số ca mắc COVID-19 mới liên tục tăng cao trong những ngày gần đây, đỉnh điểm có ngày với gần 119.000 ca là con số cao nhất từ trước đến nay. Trước đây thì các ca mắc gửi lên hệ thống quản lý ca bệnh COVID-19 quốc gia đều có đánh số thứ tự. Đúng vậy thưa quý vị, trước đây với số mắc ít ỏi như trước đợt dịch thứ tư, mỗi ca mắc đều có kèm theo mã số bệnh nhân, tiền sử đi lại tiếp xúc. Nhưng với số ca mắc hàng ngày trong đợt dịch thứ tư, đặc biệt là những ngày gần đây đều rất cao, hàng trăm ngàn ca trên một ngày, thì việc đánh số thứ tự từng ca có còn được thực hiện? Mời quý vị cùng tìm hiểu chi tiết ngay sau đây. Thông tin từ Bộ Y tế cho hay, khi thực hiện chiến lược Zero Covid trước đây, việc đánh số thứ tự là rất cần thiết cho hoạt động truy vết, tìm kiếm người tiếp xúc gần với người mắc để thực hiện các biện pháp ngăn chặn nguồn lây. Hiện nay thực hiện thích ứng an toàn với dịch và quản lý rủi ro, số lượng ca nhiễm là một trong 8 chỉ số đánh giá cấp độ dịch. Khi công bố cấp độ dịch thì yếu tố số lượng ca nhiễm là chỉ số cần thiết, nhưng là thống kê số lượng và không còn đánh số thứ tự F0. Thông tin kể trên cũng cho hay, thế giới đã ghi nhận dòng biến thể phụ của chủng virus Omicron, chủng BA.2. Thời điểm cuối năm 2021, khi Omicron xuất hiện, đã chiếm ưu thế nhanh chóng, nhưng hiện BA.2 mới là chủng chiếm ưu thế hơn. Chủng này lây mạnh hơn Omicron thông thường khoảng 30%. Tương tự, nhiều quốc gia trên thế giới, BA.2 cũng đã xuất hiện tại Việt Nam và liên quan tới tình trạng gia tăng nhanh số ca bệnh thời gian gần đây. Chương trình xin được tiếp tục với một thông tin liên quan đến tai nạn giao thông vừa xảy ra ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Một chiếc xe ô tô tải đã đâm vào hai xe ô tô đầu bên đường, sau đó thì tuột dốc và tiếp tục tông sập nhà dân, khiến cho 5 người bị thương. Khoảng 17 giờ ngày 3 tháng 3, xe tải chở hàng do tài xế Tăng Bình Phú, 31 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ, điều khiển trên đường Trần Quốc Toản hướng quốc lộ 20 và bệnh viện 2 Lâm Đồng. Khi đến địa phận phường Bà Lào, xe bị trôi tự do, tông vào hai xe ô tô. Sau đó, chiếc xe tiếp tục tông vào nhà bà Đặng Thị Vòng bên đường, khiến cho căn nhà sập đổ gần như toàn bộ. 4 người ở trong nhà bị thương nặng, tài xế cũng bị chấn thương, mắc kẹt trong cabin. Cảnh sát cứu hộ phải phá cửa đưa ra ngoài. Một nhân chứng kể lúc tai nạn xảy ra, tài xế đã cố hét lớn để cảnh báo nên nhiều người dưới đám cưới bên đường tháo chạy tán loạn. Như chúng tôi đã từng thông tin đến quý vị, vụ việc công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc Nam Khương ở Bình Phước tung clip chốt cọc đất như mớ rau ở chợ gây xôn xao dư luận hồi tháng 2 vừa qua. Mới đây, Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước vừa có quyết định xử phạt hành chính với số tiền 100 triệu đồng đối với công ty bất động sản này do vi phạm hành chính về xây dựng. Công ty Nam Khương do ông Vũ Văn Khương là chủ tịch công ty kiêm giám đốc. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Ninh, công ty Nam Khương đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, đồng thời
vừa là nhà môi giới, vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản, quy định tại điểm D, điều 59, nghị định số 16 của Chính phủ ngày 28 tháng 1 năm 2022 quy định xử phạt hành chính về xây dựng. Trước đó, ngày 21 tháng 2, mạng xã hội xuất hiện clip ghi cảnh lãnh đạo và nhân viên một công ty bất động sản đang giành nhau gấp gáp chốt cọc đất cho khách hàng. Sự việc được cho là diễn ra tại xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Cơ quan chức năng khẳng định khu đất trong clip không phải là một dự án bất động sản mà là đất nông nghiệp được công ty Nam Khương mua lại và tự ý phân lô bán nền. Tiếp nối chương trình là các thông tin về tình hình an ninh trật tự và tội phạm tại các địa phương. Thưa quý vị, tại Bến Tre, ngày 5 tháng 3, 2022, nhận được tin báo của nhân dân, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh và Công an huyện Mỏ Cày Nam đã bất ngờ đột kích và bắt quả tang một nhóm đông các đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua với số tiền cực lớn trên 300 triệu tại khu đất vườn của ông Nguyễn Văn Tẩn ở ấp An Bình, xã An Thành, huyện Mỏ Cày Nam. Khi lực lượng công an ập vào, các con bạc liền bỏ chạy tán loạn thoát thân. Tuy nhiên, 31 đối tượng đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ, lập biên bản xử lý. Tại hiện trường và trên người số các đối tượng này, cơ quan công an đã tạm giữ 7 con gà nòi, 5 bộ cửa sắt, 21 điện thoại di động, 29 xe mô tô, số tiền 308 triệu 500 ngàn đồng cùng một số tang vật khác có liên quan. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện Mỏ Cày Nam tiếp tục làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Mai Thị Thùy Trang, sinh năm 1985, nguyên Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo nội dung cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018, Mai Thị Thùy Trang, lúc này là Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, đã lợi dụng sự quen biết để hội vay, mượn tiền, vàng của nhiều người tại một số xã, thị trấn của huyện Vị Thủy mà mất khả năng thanh toán. Cụ thể, để thực hiện hành vi lừa đảo của mình, Trang đưa ra thông tin gian dối là dây cho các hội viên phụ nữ xã Vĩnh Tường dây lại để đáo hạn ngân hàng. Sau khi đáo hàng xong, các hội viên sẽ vay tiền ngân hàng để trả cho Trang và Trang sẽ trả cho những người mà bị cáo đã vay. Ngoài ra, Mai Thị Thùy Trang cũng cam kết thời gian vay mượn tối đa không quá 10 ngày, nếu trễ thì 2 tháng sẽ trả. Từ đó nhiều người tin tưởng đưa tiền vàng cho Trang. Tuy nhiên khi vay được thì bị cáo không dùng đúng mục đích ban đầu mà tiêu xài và trả nợ dẫn đến mất khả năng thanh toán. Với thủ đoạn này, Mai Thị Thùy Trang đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 1 tỷ 100 triệu đồng của 19 bị hại. Sau khi nghị án, Tòa Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt Mai Thị Thùy Trang phạm tội, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với hình phạt là 12 năm tù và có trách nhiệm trả lại tiền đã chiếm đoạt của các bị hại. Trong vài ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip đăng tải thông tin về một trường hợp nghi vấn bạo hành trẻ em. Vụ việc được cho là xảy ra tại khu nhà trọ thuộc địa bàn khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Nắm được thông tin trên, cơ quan công an đã nhanh chóng tiến hành xác minh, điều tra vụ việc. Thực hư ra sao, câu trả lời sẽ có sau đây thưa quý vị. Qua xác minh, công an huyện Trần Văn Thời phối hợp cùng công an thị trấn Sông Đốc tiến hành mời những người có liên quan trong clip là bà Nguyễn Hồng Lan, tạm trú khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời và cháu Nguyễn Kim Tê, sinh năm 2008. Bà Lan là cô ruột và đang nuôi cháu Tê. Tại cơ quan, bà Lan trình bày do thương xót hoàn cảnh của cháu Tê, cha chết, mẹ bỏ đi khi cháu được vào tháng tuổi, nên bà Lan đã mang cháu về nuôi được khoảng một năm nay. Đồng thời thừa nhận vào tối ngày 2 tháng 3, có dùng thanh tre đánh vào người cháu Tê, do cháu Tê nhiều lần nói dối về việc bán vé số không đúng số lượng thực tế, làm cho bà phải bồi thường tiền cho các đại lý vé số. Do thời gian gần đây cháu Tê hay về nhà trễ, nên bà Lan đã tức giận đánh cháu. Trình bày với cơ quan chức năng, cháu Tê cho biết đã nhiều lần bị cô ruột là bà Lan la rầy đánh do về tối và bán được ít vé số. Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và giám định các dấu vết trên người cháu Tê để củng cố thêm hồ sơ, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, con giết cha, vợ giết chồng, cha giết con, v.v. Những vụ thảm án trong gia đình liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây đang lan nhanh trong xã hội. Nó là bệnh dịch không có thuốc đặc trị. Đặc biệt, thứ bệnh này lan nhanh ở thế hệ trẻ vì người trẻ về mặt tâm lý học là khó trấn tĩnh và dễ bị kích động. Chỉ một câu nói, một cử chỉ là tâm lý của họ cũng dễ dàng thay đổi từ trạng thái bình thường sang trạng thái bị kích động.
Đơn cử là một án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Quảng Bình khi đối tượng nhẫn tâm dùng rựa chém cha ruột của mình tử vong. Hiện cơ quan chức năng đã bắt được nghịch tử này. Đối tượng là Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1989, trú xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu rừng giáp ranh giữa hai xã Sơn Thủy và Ngân Thủy của huyện Lệ Thủy. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, tối ngày 26 tháng 2, khi thấy cha ruột ngồi nói chuyện với cháu ngoại, Minh đã yêu cầu hai người im lặng. Sau đó Minh tiếp tục dùng lời lẽ thô tục mắng chửi cha, khiến hai bên xảy ra xô xát. Đối tượng đã dùng một cây rựa chém cha trọng thương, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Vì vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Thưa quý vị, đây là hiện trường vụ việc một người đàn ông tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh rơi từ tầng cao xuống đất tử vong vừa xảy ra mới đây. Được biết, nạn nhân rơi từ lầu 3 của một căn nhà trọ mà nạn nhân đang sinh sống cùng vợ mình tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là những hình ảnh tại hiện trường. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng qua, người dân cạnh căn nhà cho thuê ở ngã tư Bào Cát 2, Trần Mai Ninh nghe tiếng động mạnh. Nhiều người chạy đi kiểm tra và phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới đất và đã tử vong nên báo công an. Theo chủ nhà trọ cũng như người dân tại khu vực, người đàn ông này 36 tuổi, quê miền Trung, cùng vợ đến thuê ở tại lầu 1 căn nhà này được 3 ngày. Thời điểm xảy ra vụ việc, người dân thấy nạn nhân đi bộ từ lầu 1 lên lầu 3 căn nhà trọ, sau đó thì xảy ra sự việc đau lòng như trên. Nhận tin báo, công an quận Tân Bình đã có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi lời các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Mở đầu chuyên mục camera nóng ngày hôm nay là một đoạn clip ghi lại vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên địa phận Cái Bè, Tiền Giang. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào hiện trường vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe container. May mắn là camera nhà dân đã bóc trần sự thật. Vậy nguyên nhân dẫn đến va chạm ở đây là gì? Thắc mắc sẽ được giải đáp ngay sau đây. Theo diễn biến trong clip, thì vào thời điểm xảy ra tai nạn, một người đàn ông mặc áo xanh điều khiển xe máy dừng đậu trước cửa nhà có camera an ninh. Người này bất ngờ cua một vòng rộng để đổi hướng đi, khiến container lưu thông ngược chiều phải thắng gấp. Đồng thời, hai vợ chồng đi xe máy cũng giật mình, không làm chủ tốc độ, nên đã xảy ra va chạm rồi bị cuốn vào bánh container. Đa số ý kiến đều cho rằng, nguồn cơn của vụ va chạm xuất phát từ pha cua cẩu thả, thiếu quan sát của người đàn ông áo xanh. Bên cạnh đó, đôi vợ chồng chạy xe máy cũng mắc lỗi khi không giữ được khoảng cách an toàn giữa các phương tiện. Trong lúc đánh lái tới gara rửa xe, tài xế đã đưa xe lên cầu mà không kéo phanh tay, khiến cho chiếc xe di chuyển lùi đột ngột ra phía sau. Tình huống bất ngờ khiến cho mọi người xung quanh thót tim. Rất may là không có thiệt hại nào lớn về tài sản. Mong rằng là qua tình huống này, các bác tài xế của chúng ta cần cẩn trọng hơn khi rời khỏi xe để tránh gây tai nạn. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi đoạn clip. Trong gara, người đàn ông này đánh lái tới rửa xe. Khi chiếc xe đậu yên vị phía trong sảnh chờ, tài xế yên tâm ra ngoài ngồi đợi. Nhưng bất ngờ vài giây sau, chiếc xe di chuyển lùi đột ngột ra phía sau, khiến cho nhân viên gara lẫn tài xế đứng hình. Tình huống bất ngờ khiến chiếc xe cứ thế mất đà, không thể chặn kịp. Người phụ nữ gần đó lập tức nhào vào mở cửa xe hô hoán, vị khách trèo lên thắng ngay lập tức. Nổ lốp là tình trạng không hiếm gặp và đây là một trong những rủi ro tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cần cảnh giác trong các gara. Điển hình như vụ việc xảy ra mới đây ở Lai Châu, chiếc lốp ô tô đột nhiên phát nổ khiến chủ của một gara bị hất tung lên không trung rồi rơi xuống nằm bất động, khiến nhiều người không khỏi kinh hãi. Thời điểm này, chủ gara đang tiến hành bơm lốp ô tô xe khách. Khoảng một phút sau, khi vừa bơm xong, chủ gara đưa tay vặn van xe thì lốp bất ngờ phát nổ, hất tung nạn nhân lên không trung rồi nằm bất động tại chỗ. Chứng kiến sự việc, hai người đàn ông đang ngồi uống nước rồi chạy đến. Tuy nhiên, vụ nổ xảy ra cực nhanh, không ai phản ứng kịp. Được biết, sự việc xảy ra ở Lai Châu và nạn nhân đã dần phục hồi sức khỏe sau khi được gia đình đưa đi cấp cứu. Và sau đây là một đoạn clip ghi lại toàn cảnh vụ tai nạn giữa hai phương tiện xe máy và xe nâng. Cú va chạm rất mạnh đã đẩy hai nam thanh niên chạy xe máy rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Cụ thể, chiếc xe nâng đang di chuyển trên đường thì bất ngờ tông phải hai thanh niên đi xe máy chạy tốc độ cao, lưu thông hướng ngược chiều. Cú va chạm đột ngột khiến chiếc xe máy bị hút văng. Một nam thanh niên bị cuốn vào lưỡi nâng của xe. Lưỡi nâng cũng xuyên thủng cánh cửa cuốn của một ngôi nhà gần đó, khiến cánh cửa bị sập, đổ ụp. Sau phút đổ nát, nam thanh niên nằm gọn dưới gầm xe đã bò ra ngoài, may mắn thoát nạn.
như vừa rồi trong phần đầu bản tin chúng tôi có đề cập đến tình hình số ca mắc COVID-19 có xu hướng gia tăng. Bệnh nhân cần nhập viện để chăm sóc và theo dõi vẫn còn nhiều. Điển hình là tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì các cơ sở điều trị, trong đó có bệnh viện điều trị COVID-19 Phú Nhuận. Cơ sở này do Viện Y Dược Học Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh phụ trách và có điểm đặc biệt là điều trị cho bệnh nhân theo phương pháp Đông Tây y kết hợp. Phương pháp chữa khỏi COVID-19 bằng y học cổ truyền đã mang đến những hiệu quả tích cực. Mời quý vị cùng theo chân những phóng viên chương trình để tìm hiểu về phương pháp này, quý vị nhé. Hít vào, trái, phải. Hiện, Bệnh viện điều trị COVID-19 Phú Nhuận đang theo dõi điều trị cho khoảng 200 bệnh nhân. Như thường lệ, mỗi sáng, bệnh nhân sẽ được nhân viên y tế hướng dẫn các bài tập thể dục dưỡng sinh, giúp cải thiện chức năng đường hô hấp và nâng cao sức khỏe. Đặc thù công việc là bác sĩ làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao. Đây là lần thứ hai anh Mỹ bị mắc COVID-19. Anh Mỹ chia sẻ, nếu như lần đầu mắc COVID-19, anh không có triệu chứng gì. Nhưng ở lần thứ hai này, các triệu chứng lại đến rầm rộ như mệt mỏi, đau họng, chảy nước mũi, sốt lạnh run. Sau 5 ngày điều trị ở đây, các triệu chứng của anh đã cải thiện rõ. Hiện tại thì tôi vô đây được 5 ngày rồi. Ở đây là một cái bệnh viện điều trị COVID mà do Viện Y Dược Học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách. Nên là rất là nhiều cái phương pháp đông y và nó rất là lạ so với những cái gì mà mình đã từng thấy ở trên truyền thông mấy tháng vừa qua. Ví dụ như vô đây thì chúng tôi sẽ được sử dụng rất là nhiều loại thuốc về mặt thảo dược. Cái thứ hai nữa là được xong. Như mỗi ngày thì sẽ có tức là hai cửa xong buổi sáng buổi chiều. Mỗi người thì sẽ xong một lần và xong cái tinh dầu của xả. Thì những ngày đầu tiên thì xong nó rất là khó chịu, tuy nhiên mà xong thì cái triệu chứng nghẹt mũi cũng như là ho nó cải thiện rất là nhiều. Rồi ngoài ra thì buổi sáng thì các anh chị cũng cho mình tập thể dục dưỡng sinh. Những bài tập nhìn đơn giản nhưng mà thực sự thanh niên mình tập thì mình ho sặc sụa. Tức là mình chứng tỏ là cái đường hô hấp mình bị viêm và cái việc hô hấp mình nó khó khăn. Nhưng mà những cái bài tập đó nó giúp cho cái lồng ngực, những cái phổi của mình nó cải thiện rất là nhiều. Và giúp cho mình cái thể lực của mình nó phục hồi cũng rất là nhanh. Bệnh viện điều trị COVID-19 Phú Nhuận điều trị theo phương pháp Đông Tây Y kết hợp và theo các phác đồ của Bộ Y tế. Tùy theo tình trạng bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định và tư vấn cho bệnh nhân dùng thuốc kháng virus kết hợp với các phương pháp điều trị y học cổ truyền, gọi là phương pháp 4T, bao gồm tâm lý thư giãn, dùng thuốc, dinh dưỡng và tập luyện, tập thở. Ở đây thì xông hơi thì chủ yếu là chúng tôi sử dụng những cái viên xông tinh dầu. Viên tinh dầu thì xả vào gừng để mà nó làm sát khuẩn cái vùng hầu họng thôi, chứ không xông toàn thân. Bởi vì xông hơi này có nhiều người áp dụng tại nhà đó, thì khi mà xông toàn thân như vậy và bệnh này đó là một cái bệnh ngoại cảm và có những bệnh nhân là có giai đoạn sốt rất cao và nếu mà khi họ xông toàn thân như vậy và ngược lại sẽ gây hại chứ không có tác dụng điều trị. Và đặc biệt là những cái trường hợp như vậy đó, mình không nên cho bệnh nhân mà ra mồ hôi quá nhiều, nhất là những bệnh nhân sốt cao. Mỗi ngày, các bệnh nhân sẽ được cho xông bằng viên xông tinh dầu xả và gừng nhằm sát khuẩn vùng hầu họng, diệt virus rất tốt. Tùy theo triệu chứng, các bệnh nhân sẽ được cho dùng các thuốc thành phẩm đông y phù hợp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị cho bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chúc cho quý vị luôn bình an, khỏe mạnh, vượt dịch. Xin kính chào và hẹn gặp lại!